Investing is a real business. Đầu tư là một nghề kinh doanh thực thụ. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Chứng khoán là sự phù hợp. Sự phù hợp về phong cách của mỗi người. Nó không có đúng có sai đâu các anh chị. Có người thích TA thì anh TA, có người thích FA thì FA, có người kết hợp giữa FA và TA. Nhưng không thể nói chị Thủy đang buôn bất động sản chỉ tập trung vào nghiên cứu chứng khoán. Không thể nói thằng em này cứ thế mà tập trung vào đầu tư chứng khoán trong khi nó còn đang quản lý công nhân. Ví dụ như anh đang sửa chữa máy bay các thứ mà em đang sửa chữa máy bay các thứ mà nhỡ đến nghĩ chứng khoán nó rớt, mẹ vặn mẹ nhầm cái ốc thì thôi cả cái đoàn đấy toi. Tôi nói thí dụ như vậy, điện nước nó bị làm sao? Đó là sự phù hợp. Em ở DCI ở quỹ, em không phải là ngày nào cũng dán mắt vào bảng, bởi vì nhiệm vụ chính của quỹ không phải là đánh đấm, mà nhiệm vụ chính của quỹ đó là phân tích và sau đó là kinh doanh, đúng không ạ? Nó có nhiều cái nhiệm vụ lắm, nhưng chứng khoán là sự phù hợp. Điều đầu tiên. Điều thứ hai tôi muốn các anh chị ghi lại trước khi chúng ta học và chúng ta nói bất cứ cái gì và ghi đi. Đó là chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng. Tư duy về đầu tư đúng, kể cả gặp Phil Thao và Guy Spier cũng thế. Nó chỉ dạy mình mỗi thứ tư duy. Bọn Mỹ ấy, nó không dạy cái gì khác đâu. Phương pháp thì nó là cuối cùng là sự phù hợp. Anh dạy cho em bọn em phương pháp xong rồi em bảo em ạ, cái này anh ơi, cái này đéo hợp em. Nhưng mà tư duy đúng, trải qua thời gian nó sẽ thành sự phù hợp với mình. Một thằng mà giỏi nội công và ngoại công nó múa kiếm, nó sẽ khác với một thằng học hóc mèo quào, đúng không? Nhìn em múa kiếm chưa chắc là anh đã ăn được, anh đã múa giống em được. Bởi vì nó là sự thuần thục, nó sự là phù hợp. Tại sao Lý Tử Long chỉ chọn mỗi côn nhị khúc, trong khi Vịnh Xuân Quyền nó có 18 binh khí khác nhau? Nó đánh nhau nó chỉ đánh côn nhị khúc với côn tam khúc thôi. Rồi phù hợp thôi, có gì đâu, nó quen. FA mà nhìn quen thì cực nhanh. TA học xong lớp này, lời của tôi chưa dừng ở đây đâu. Cái này mới là chỉ framework thôi. 50 đồ thị mỗi ngày mà nhìn vào đấy, con hạ. 50 đồ thị một ngày. Nhìn từ cái gì? Dow Jones, giá vàng, giá đô, bond yield. Tôi nhìn mỗi ngày. Nhìn để làm gì? Để thấy con voi đang làm gì. Mình nhìn thì mình không chơi, nhưng mình hiểu con voi và cái thế giới này đang kể chuyện gì. Tại sao khi tôi điểm tin tôi nói Fed chắc chắn là sẽ ngưng, gần như xác suất rất cao tôi nói dùng từ chắc chắn. Tôi nói nhìn vào đấy tôi biết chắc chắn rằng là khả năng cao là nó sẽ không thể tăng được lãi suất nữa trong 2019. Không phải tôi chém gió. Đồ thị nó hết. Chỉ có điều các anh chị không biết cách nhìn, hoặc là không phải, các anh chị mới nhìn một ngày, lâu lâu các anh chị nhìn được một lần thì làm sao mà biết. Còn tôi ngày nào cũng không phải ngày nào giờ nào cũng nhìn, mà kết phiên buổi sáng. Việc đầu tiên dậy 5 giờ là gì? Đọc. Và sau đó nhìn. Nếu thực sự mà bảo là đây là nghề của em, giống như em nói ấy, đây là nghề mà em thấy thích nhất và em không muốn bỏ nó, đây là nghề mà sinh tồn của em và kiếm tiền, thế nhìn 50 đồ thị một ngày là chuyện bình thường. Hai, chữ M đó là phương pháp đúng. Phương pháp đúng rồi, còn phải hiểu được giá trị của nó và hiểu được mùa màng kinh tế. Hiểu được khi nào mua, khi nào bán, điểm mua, điểm bán, điểm cắt lỗ, điểm chốt lời. Xuống tiền bao nhiêu phần trăm là được, dựa trên tỷ lệ thắng cược của mình trước đây. Và quản trị nó như thế nào, đấy là phương pháp. Và cái này này, mẹ cuối cùng là quản trị rủi ro. Quay trở lại một quản trị rủi ro như thế nào. Cũng cùng nói, bởi vậy tôi rất sợ đưa lên những cái cộng đồng. Một là nó nát cộng đồng, hai là gì? Rất sợ phím hàng trong cộng đồng, bởi vì là mọi người không có phương pháp quản trị rủi ro gì cả. Và ngày hôm qua nhớ đã ghi lại câu rồi, media là nơi để lắng nghe, không phải là nơi để hiểu và không cần hiểu. Chỉ cần biết là mày đang kể cái gì. Mày là thằng nghiện, mày đang kể chuyện, kệ mày. Tao chỉ biết rằng gì, hệ thống của tao
Bây giờ đến hệ thống của tao này. Hả? Cuối cùng là mấy cái này thì tôi nghĩ rằng là các anh em đã hiểu hết rồi, tôi chỉ nói đọc báo cáo tài chính. Đọc báo cáo tài chính, tôi không nói với các anh em là phải đọc báo cáo tài chính theo cái kiểu mà trở thành chuyên viên kiểm toán kế toán. Các anh em chỉ nhìn vào 11 chỉ số cho tôi thôi là được rồi. Và hiểu được là nợ ngắn hạn, nợ dài hạn nó như nào. Thời gian tới thì tôi ra một cái bảng, tôi viết biên soạn một cuốn sách, nó là đọc báo cáo tài chính. Cuốn này tôi sẽ ghi rất là chi tiết để tôi biên soạn lại nó theo cái practical để đọc. Đọc mà, không phải lập nhá. Tôi là thằng đọc chứ không phải tôi thằng lập. Lập cái báo cáo là việc của bọn kế toán, lập báo cáo là việc của bọn kiểm toán. Còn tôi là thằng đọc. Giống như tôi nhìn bảng điện trên bảng điện tử ấy, là tôi biết là thằng nào đang đè giá, đang đẩy giá. Và tôi biết là nhìn vào cái bảng mà tỷ số trận đấu ấy, là tôi biết là thằng nào đang thắng, thằng nào thua, đúng không? Không hiểu về ngôn ngữ của kinh doanh thì không bao giờ đầu tư được. Và ông này ông nói rằng là accounting, ông Buffett nói accounting, ngôn ngữ kế toán là ngôn ngữ của business. Và bạn phải hiểu ngôn ngữ kế toán và hiểu sâu sắc cái về sắc thái của ngôn ngữ kế toán, bởi vì nó là ngôn ngữ kinh doanh. Mà nếu không hiểu nó thì không đầu tư được. Và ba ngôn ngữ của bảng cân đối kế toán thì là gồm có, thứ nhất là ngôn ngữ bảng cân đối kế toán, hai là bảng báo cáo kết quả kinh doanh, ba là báo cáo lưu chuyển dòng tiền. Nếu mà các anh chị cứ học và đập ly lập lại cái chuyện là tương lai mới quan trọng, còn hiện tại là điều hiện tại và quá khứ cho mình biết là tương lai như thế nào. Nói một cái vấn đề này trước khi mình nghỉ giải lao một tí, đó là cái hiện trạng của tại sao nghiên cứu lại phải nghiên cứu số lịch sử của cái kế toán. Nó giống như một cái cây. Tôi vẽ cây hơi xấu. Gốc kia các thứ. Dễ. Đây là cây xoài. Cây xoài này, tại sao chúng ta lại phải nghiên cứu cái mốt? Tại sao phải nghiên cứu ban lãnh đạo? Tại sao phải nghiên cứu cái lợi thế cạnh tranh? Tại sao phải nghiên cứu các chỉ số tài chính? Nhưng chúng ta phải deal với cây xoài cái chỗ là chúng ta phải mua nó. Mua cây xoài vì gì? Nó có thu hoạch và ra quả không, đúng không? Ra quả để thu hoạch không, đúng không? Chúng ta mua cổ phiếu là vì vậy, đúng không? Có đúng không? Nhưng mà vấn đề là mua cây xoài mà có quả rồi thì nó đắt. Chúng ta phải mua cây xoài mà mình nhìn cái cây xoài, mình nhìn cái gốc, mình nhìn cái thân cây, mình nhìn cái lá, mình nhìn cái thời tiết, mình biết chắc chắn cây xoài này sẽ có quả. Là thằng đầu tư theo theo thằng trưởng. Thằng đó là thằng khôn. Nó nhìn đấy, nhưng chuồng nhiều khi bông nó bị xịt đi ra. Còn ông đầu tư giá trị là gì? Ông đầu tư giá trị là nhìn cây xoài, nhìn thân cây, nhìn cách chăm sóc, nhìn cái biết dòng đời tăng trưởng của nó. Ông dám chắc là cái đó có quả. Ông mùa năm nay xịt nhưng năm sau chắc chắn nó có quả. Nhưng còn thằng sao thông minh hơn là gì? Mua đắt một tí nhưng chọn lúc có bông mua. Hiểu cái đạo lý đó mới hiểu rằng là tất cả mọi thứ chúng ta kinh doanh trong cuộc sống này là chúng ta kinh doanh giá trị dựa trên những cái hiểu biết của mình. Ông không phải là chuyên gia về cây xoài thì ông không bao giờ biết được cây xoài có quả hay không. Ông là chuyên gia của cây điều, ông biết nhìn cây điều là có quả hay không, đúng không? Hạt điều không phải là cái hạt dưới đất nhá. Cây điều là cái quả điều, hoa điều và quả điều nhá, hiểu không? Người ta mua là như thế. Hoặc người ta mua cái rừng cây cao su là người ta biết là rừng cây cao su này khi nào thì có thể cạo mủ được. Và nhìn vào cái tán cây, nhìn vào cái thân cây, người ta biết là cái mủ, trữ lượng mủ cao su của cái cây đó có tốt hay không. Do đó đầu tư giá trị là deal với con số, với bảng cân đối kế toán, với bảng lưu chuyển tiền tệ, với những cái thứ mà chúng ta nhìn, đó là nhìn xem thân cây, tán cây và rễ cây nó có bị đục khoét hay không, để mình tiên đoán rằng tương lai nó sẽ tốt. Còn tương lai là cái chuyện mình có biết không? Không biết. Dĩ nhiên là đúng rồi, như vậy đúng không? Tương lai là cái điều không thể biết được, đúng không? Làm sao biết được? Mình rõ ràng mình chọn phò mã hoàng tử của mình, rõ ngon, đẹp trai, trí tuệ tốt, nhưng đúng cái bị tai nạn sao? You know?